Bay đó hả? Chào mừng Bay đã quay lại với cuộc gọi của chú ba nghe không? Hôm nay thì chú cháu mình cũng bàn thông tin xoay quanh drama này thôi Bay ạ. Hiện tại thì Bay phải nói là dậm chân tại chỗ và là không thể nào thoát ra được hai cái từ sao kê hay Bay không? Cả cái lũ kền kền của bên Bay cũng không thể nào đạt được cái mục đích chính của bọn bên Bay ha. Bay và mẹ của Bay là một cái kẻ phải nói là đầu đàn, phải chịu trách nhiệm chính trong cái vụ việc này. Cậu thất của Bay đã bị vạch trần sự việc làm cha nhưng mà lại từ mặt con gái ruột của mình theo để là nhận một cái đứa con riêng của là vợ sau của ông ta vậy để làm con, chỉ vì là nó có thể là hát, nó là con trai, có thể là nối ngôi nối nghiệp là của là cậu của Bay theo. Tiếp theo đó là cái cặp bài trùng, có nghĩa là Sà Pháp và Ngao Mỹ theo. Sà Pháp là cái tên láo già tri kỷ giả bị là bại lộ về cái vụ là lợi dụng đám tang của cậu của Bay theo để là xin từ thiện cái hàm răng dưới của hắn không. Còn cả con Ngáo Mỹ á, một cái con phải nói là láo già tri kỷ dộm, bị lộ cái sự là tới đó là ngáo quyền lực khi mà đòi khắc cái bài thơ lên trên đá rồi đặt cạnh mộ của cậu của Bay không. Trời đất quỷ thần ơi, chỉ là một người chỉ làm việc chung với cậu của Bay mà thôi mà ta nói nó đã ngáo quyền lực. Trời đất ơi, nó tưởng nó là vợ của cậu Bay không bằng, thiệt là tình. Còn cái con Kim Hồ ha, luôn miệng nói là ở đợ mười mấy năm là có nghĩa là không lương, nhưng mà rồi cuối cùng là thì sao Bay? Cuối cùng là tự nhận rằng là toàn bộ đồ đạc ở trong nhà là do là con Kim Hô này mua bằng tiền của nó kiếm được. Cái kiểu này đó thì theo chú ba nghĩ là chắc buổi sáng là làm ô sin cho cậu của Bay ha, còn tối thì cầm nón bảo hiểm ra đứng ngoài đường á. Mà chú ba thiết nghĩ với cái nhan sắc cái tầm ngữ đó chắc phải là ói tiền ngược lại cho khách luôn của Bay, chứ ai mà thèm đi hả Bay? Trời đất quỷ thần ơi, ta nói tính tới từ thời điểm hiện tại đâu ai tin rằng là cái con Kim Hô này ở đợ mười mấy năm không lương. Và thực tế ngoài cái việc mà cậu của Bay á, trả lương cho nó thì nó có ăn cắp tiền của cậu của Bay hay không, nói chuyện đó thì chắc Bay đủ hiểu mà, bởi vì cái tội mà trông trẻ đó đó cho nên nó đã bị là mẹ con của Bay nắm thóp. Thế là sau khi mà cố nghệ sĩ qua đời đó thì nó buộc là phải theo cái phe của hai mẹ con của Bay đó ha, mày hiểu không? Nếu không thì coi như nó bị là mẹ con của Bay tố lên công an. Rồi sau cái ngày hôm đó thì ta nói là toàn bộ cái lũ cần cần của bên tụi Bay bị giật mặt. Kể từ ngày cậu của Bay qua đời cho tới hiện tại đó thì mốm vẫn bị bên Bay nói là con nuôi, dầu cho là khán giả đã công nhận và ý thức được là mốm không phải là con nuôi. Mà một cái điều quan trọng nhất đó đó là cái gì Bay biết không? Chú ba biết rằng mốm là con gái hợp pháp của cậu của Bay không? Theo dõi cái vụ kiện dân sự thì chú ba cũng có thể là nhận ra một cái điều như thế này. Phía mốm đã là cung cấp được toàn bộ giấy tờ nhân thân của mốm heo lên ở trên tòa án rồi. Cho nên là mẹ con của Bay mới kiếm chuyện câu giờ từ trước cho tới giờ. Bởi vì cái phiên tòa này mà xét xử đó thì chắc chắn là mẹ con của Bay thua. Cho nên là cái thời gian vừa qua đó thì mẹ con của Bay luôn câu giờ để làm cái gì? Để tìm cách luồn lách. Tại vì cái vụ kiện chưa xử thì mẹ con của Bay còn có thể là ngước mặt ở trên mạng xã hội heo. Bây giờ còn có thể là bịa chuyện rồi vu khống, cho khi mà xử xong đó tòa mà phán đó tòa gõ búa Bay thua đó thì lúc đó bên tụi Bay coi như là câm cái họng luôn, không có ăn nói được cái gì nữa trơn trọi. Bay trời ơi, cái nhóm cần cần của Bay á, Bay lâu nay toàn ăn á, nói cái chuyện cái kiểu là người chết không đối chứng, nhưng mà bởi vì bọn Bay bịa chuyện người ta nói là quá vô lý rồi lại là không thể nào là chứng minh được cái sự hợp lý ở trong cái câu nói của chính bản thân của tụi Bay không, cho nên đó rồi cái câu trước câu sau ta nói là tự đá nhau tự hại nhau. Cuối cùng thì ăn nói phải nói là lung tung lung ta, chẳng đâu ra đâu, chẳng ai còn tin vào những cái gì mà bọn Bay nói nữa trơn rồi không. Còn phía bên mớm thì không cần nói gì nhiều không, chỉ nói xương xương vài điều thôi, nhưng mà ta nói cũng đủ để nói lên cái sự thật. Và quan trọng đó là những cái gì mà phía mà bên mớm nó nói đều có bằng chứng hết trơn hết rồi, thậm chí là có nhân chứng luôn nghe Bay. Ví dụ như là Bay nói là Bay không có mua xe nha, nhưng mà ở trong nhà của cậu của Bay cái thời điểm đó đó, phía bên mớm đó đã là tìm ra được một cái bao để mà bọc xe, và cái bao bọc xe ấy không phải là cái bao bọc xe của cậu của Bay. Bay đã mua xe khi cậu bị mất không lâu, và trong cái khoảng thời gian chưa bị giật mặt đó thì Bay đã từng là đi chiếc xe đó lên trên mộ không. Rồi sau khi bể chuyện đó thì Bay đã giấu mất tiêu chiếc xe ấy luôn, đi luôn không. Bay nói là Bay nghèo, Bay không có tiền lo cho cậu của Bay, cho nên là Bay đã bán vàng cưới các cái thể loại rồi là phải nói là dây tiền bạn bè để mà làm đám tang cho cậu của Bay ha. Trong khi đó thì gia đình có ai nhờ Bay đâu. Bay ta nói là cố tình nói như vậy để là Bay được thầu đám tang phải không, phải không Bay? Nhưng mà rồi thì sao Bay?
khi mà có một cái video đã xuất hiện ở trên mạng xã hội đó, ghi lại cái khoảnh khắc mà Bay rồi lục tung cái căn phòng mà vợ chồng của Bay ở trong nhà ở số 5 đó, cái căn phòng mà ngày xưa mà tụi Bay ở ké ở trong vòng 2 năm đó, hay không? Ta nói Bay lượm nhặt khắp hẻm hóc ở trong phòng, lượm từng cọc tiền mệnh giá là 500.000 và vàng bạc, ta nói là khắp nơi ở trong cái căn phòng đó đó. Đó. Rồi Bay nói là Bay không có tiền. Vậy là chú Ba hỏi làm sao Bay giải thích nếu như mà cái câu chuyện mà Bay nói là Bay bán vàng lo cho cậu của Bay là thật, thì Bay cho chú Ba hỏi cái số vàng bạc ở trong video đó đó từ đâu ra vậy Bay? Tụi Bay đi ăn cướp ra hả? Rồi Bay nói là Bay không có tiền lo cho cậu. Vậy là chú Ba hỏi từng cọc tiền ở đó, trong đó đó, ở đâu ra? Quy cho cùng thì cũng là Bay là ăn cắp ở trong đám tang ra mà thôi Bay ơi. Bởi vì với cái ngữ ca sĩ hạng C hạng bét như Bay đó, làm cái gì mà đi hát được nhiều tiền như vậy Bay, mà để dành được nhiều như vậy hả Bay? Bay chứ đâu phải là cậu của Bay ngày xưa đâu mà kiếm được tiền tỷ, phải không? Và một cái điều vô cùng là hot là chú Ba cần phải nhắc lại, đó là chính là cái việc là Bay nói rằng là cái chuyện mà kiện tụng của mẹ của Bay á, kiện mốm tranh giành nhà cho ở nhờ đó, thì Bay không có liên can, thấy không? Chỉ mỗi là mẹ của Bay đi kiện thôi. Bay biết là cái video di chúc miệng là không có giá trị, cho nên là Bay đã khuyên mẹ của Bay rồi, nhưng mà mẹ của Bay lì, mẹ của Bay cứng đầu, mẹ của Bay vẫn cố chấp đi kiện mốm cho bằng được. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sao, phía mốm cũng đã tung ra được cái bằng chứng, đó chính là cái di bằng thể hiện rõ ràng rằng Bay đó và cái tên ca sĩ Đông Dê gì đó đã đi lập di bằng, là biến cái video ấy thành là cái di chúc miệng để sau này đó đem lên trên tòa để mà tranh giành với mốm. Và thấy là cái bộ mặt của Bay đó lại một lần nữa ta nói là bị lột xuống hay Bay ha. Bay à, Bay học kiện dữ chưa Bay? Trong vòng một năm qua thôi, ta nói là bao nhiêu lần đã bị giặt mặt rồi, mà Bay ta nói là vẫn chưa biết nhục, bao nhiêu lần đánh đổi là đủ thứ chuyện, bao nhiêu lần đổi quần rồi mà vẫn lì cái mặt ra vậy Bay hả? Đúng là cái mặt của Bay ta nói nó dày cũng như là mặt đường cao tốc vậy đó. Ôm mộng làm ca sĩ trở lại con đường âm nhạc hay không, ra MV các kiểu liên tục ở trên YouTube của Bay ha. Nhưng mà lực bất tòng tâm Bay à, vận hạn đến rồi thì phải nói là khó có thể là trồi lên được lắm Bay. Bay phải nói là múa rìu qua mắt thợ, muốn là qua mặt cộng đồng mạng, nhưng mà xui. Ta nói là từng bước đi của Bay đã bị phía bên mốm ta nói nó nắm tẩy hết trơn hết rồi, dở chân lên là bả dí sơ hở một cái là bị là quăng lưới là bắt tại trận luôn. Ví dụ như cái chuyện là từ hầu đám tang Bay đã dần dần là chuyển sang là hầu đám dỗ, giờ tiếp tục là Bay thầu luôn cái vụ là từ thiện bún bò ha, rồi thầu từ thiện hủ tiếu bò viên. Nhưng mà rồi đó, cộng đồng mạng cũng đề phòng hết ha, và cũng đã là thấu được cái âm mưu của bên bọn Bay. Bay phải nói là bị bại lộ là chiến dịch lùa gà. Và khi mà cái chiến dịch lùa gà này bại lộ thì một lần nữa đó Bay, một lần nữa đã giúp cho Bay là tăng nặng tội thôi Bay à. Xét ở trong cái drama này đó, cái hành vi mà thầu đám tang đó là lần đầu tiên Bay phạm tội không? Và trong cái giai đoạn bị tình nghi thì Bay lại là tiếp tục cố ý có cái hành vi là lợi dụng tín nhiệm để là thầu từ thiện bún bò, lừa gạt tiền của Mạnh Thường Quân, thấy không? Chứng tỏ là biết sai mà vẫn là còn cố, thì cái tội chồng thêm tội, thấy không? Sau một năm Bay được cái gì và bắt cái gì hả Bay? Bay phải nói là mất tất cả, còn mốm thì ngược lại, ta nói là được vô vàn nhiều thứ ở trên đời lắm, vật chất lẫn tinh thần, thấy không? Mốm ta nói là có vô vàn cái sự yêu thương từ khán giả và người thân. Cái con nhỏ bán cá ngày nào ở trong mắt của Bay đó, giờ ta nói sắc sảo như một cái nàng tiên cá, giàu có như là một đại gia vậy Bay. Và một điều khiến cho khán giả càng yêu thương mốm đó chính là mốm là không ngủ quên ở trên chiến thắng đó. Mốm mà ta nói rất là chăm chỉ lao động để mà kiếm thêm tiền để là lo cho con gái. Cách đây vài hôm nghe mốm nó chia sẻ về các con của mốm, không đứa con gái thứ nhất là Na, hiện tại đã có gia đình, thì có thể thấy rằng đó là mốm đã đỡ vất vả, nhưng mà thực tế đó thì mốm vẫn là phụ con gái của mình để mà lo cho cha ngoại. Đó, đứa con gái thứ hai là bé Su, năm sau lên lớp 12 rồi Bay. Con trai thứ ba là Cu Tin, năm sau lên lớp 10. Cu Ken thì lên lớp 7, còn Cu Bun thì ta nói là bắt đầu vào lớp 1. Tiền là tiền, là mở mắt ra là phải nói là tốn tiền, nhưng mà nhìn vào cái điều đó thì chú Ba vô tình nhận ra được cái sự là chịu thương chịu khó của mốm, không càng ngưỡng mộ và ủng hộ mốm ta nói là nhiều hơn đó Bay. Mốm đẻ được, mốm nuôi được, và tiền mà mốm nuôi con đó là chính là cái tiền mà tự tay mốm làm ra, chứ không phải là cái thứ ăn cắp ăn trộm như ai kia đâu Bay.
lừa gạt tiền phúng điếu, lừa gạt tiền đám dỗ, lừa gạt tiền từ thiện cuốn bò. Ăn đồ dơ thì bị bệnh, còn ăn chặn tiền dơ thì cẩn thận báo ứng sau này đó bay à. Chắc là không lâu nữa đâu bay, tới liền bây giờ bay à. Một năm ta nói là thê thảm của bay, ha. Và mới đây thì Linh Tý Bích Trâm cũng đã cho ra một cái video mới ở trong cái chuỗi series là giấc mơ của ông nội đó bay. Cà khịa bên dưới bay rằng là thứ nhất là sau một năm dài là tranh giành đấu đá với mốm đó, hơn thua ta nói là cả trăm trận ở trên truyền thông, nhưng mà rồi thì sao, chẳng được cái gì hết trơn hết trọi, sân si ganh tị quá nhiều với mốm. Giờ thì bay chỉ nhận lại là một cái chữ là thua. Thua trong cái chuyện ca hát, thua trong cái chuyện kinh doanh, thua trong cái chuyện tình người, thua trong cái chuyện là pháp lý. Và quan trọng nhất theo chú Ba cảm nhận đó là bay thua mốm ở cái chỗ là vô cùng chí mạng, đó là bay là không phải là con người. Thứ hai, cái thời gian qua đó nói là mốm là con nuôi, nhưng mà cuối cùng là chính bay đó lại là cái người đang chính thức hợp thức quá với cái thân phận là một cái đứa con quan không cha. Khi mà bay là không đồng họ với mẹ, cũng chẳng phải là họ cha nữa, họ Lê của bay là một cái họ là quốc mặt quốc mài nào đó hiện thì chưa biết ai, phải không? Thứ ba, Linh Tý Bích Trâm đã là vẽ cho bay một cái bức tranh hòa thuận, không? Nhưng mà tiếc rằng đó bay, đó là nếu như thôi bay ạ, ở đời này đó, khi mà chúng ta nói hai cái từ nếu như đó, thì ta nói mọi thứ đã rồi. Và trong cái trường hợp của bay đó, thì phải nói đã thua thảm bại rồi bay ạ. Nếu mà hồi xưa đó không tham chấp nhận là sống hòa thuận ở trong căn nhà số 5 đó, thì có phải là bây giờ đó, hai chị em của bay là hợp tác làm ăn cùng nhau là tung bay hay là không bay hả? Ai biểu tham, cái gì cũng muốn một mình là chiếm trọn hết trơn hết trọi, cho đến bây giờ là nghiệp chứ một mình bay húp gọn luôn. Bay thấy chưa, Linh Tý Bích Trâm còn gợi ý rằng là nếu như mà muốn cái quán hủ tiếu bò né bán được hàng đó, có khách tới ăn đó, thì bay hãy mời mốm qua ăn. Mốm mà ăn một cái thôi đó thì đảm bảo cái quán là bán đắt như tôm tươi luôn đó bay. Nhưng mà có vẻ là cái lời đề nghị của Linh Tý Bích Trâm lần này thì hơi là khó bay rồi phải không? Với cái sĩ diện rách nát còn sót lại của bay đó, thà là kêu bay vô ủ tờ thì bay còn chịu, chứ kêu bay chịu nhục là gian sinh mốm thì ôi thôi bay không có làm đâu phải không? Mà bay à, theo chú Ba nghĩ rằng đó, không cần mời mốm qua ăn đâu bay à. Bay chỉ cần là sao kê thôi là đủ rồi, sao kê đàng hoàng, đầy đủ là coi như là khán giả sẽ là tạm thời là tha lỗi cho bay ha. Nghe đi bay, chứ lì thì cũng có được gì đâu hả bay, chỉ vừa nhục vừa khó chịu ở trong lòng à, và ấm ức nhìn mốm đang tận hưởng cái sự thành công ở trong cuộc sống thôi bay à. Thôi bây giờ chú Ba tạm dừng cuộc gọi này nha, chú Ba xin chào. Bye bye bạc bạc bay nha.